Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của Người Mẹ Thành Thơi. Ở trong tập này thì mình đi ăn ở quán nhậu Cầu Đài. Quán nhậu này người ta cũng để cho hút được ở bên ngoài, còn bên trong không hút thuốc nên là em bé nhà mình cũng đi cùng được. Đây này, các nhà khác cũng đưa trẻ em đi, rất là tiện. Cá này thì mình có thể chọn mực, tôm, các thứ, hàu, sò, không bể nữa. Đó. Nước này. Bò sò rau muống, đậu để khai vị, thủy lén của Đài, em mới biết là thủy liên đó. À, mình cảm thấy nó hơi giống rau cần nhưng mùi nó khác một chút, nhưng mà kết cấu của nó rất là ngon, hơi giống rau cần. Đây là mình xào, mình bỏ ra đây. Đúng rồi, lòng gà chiên giòn và gan xào. Không khí xung quanh quán. Đủ để nước, ai muốn lấy gì thì tự lấy, cuối đến lúc thanh toán sẽ tính tiền. Đó, con mình nó thử ăn nó mắt bố nó vẽ. Hương om tiêu. Ăn xong rồi thì mình đang đi bộ về nhà, mời các bạn ngắm đường phố Đài Loan một chút nào. Ở phía này thì có một cái công viên nhỏ nhỏ, một cái miếu ở bên này thì có rất là nhiều những cái đền thờ hoặc là miếu nhỏ ở lẫn trong khu dân cư. Và thường thường những cái đường mà dẫn đến chùa hoặc là miếu hoặc đền thờ ấy, đấy thì mình sẽ thấy người ta hay treo các cái đèn này. Mình đang đứng chờ đèn đỏ qua đường về nhà, lộn đèn xanh đó, đèn xanh rồi, bây giờ mình sẽ đi sang đường để về nhà. Nhanh đi nhanh. Bên đối diện để về nhà. Được, hôm nay thì tạm dừng tại đây nha. Chào các bạn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối và hy vọng là các bạn sẽ đón xem những tập tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye.